giọng của bạn bá sát và dễ buổi tối, giọng bạn rất là khỏe, ok. À, đó là điều thứ nhất, bạn chỉ cần điều với người âm thanh thôi, đó là chỉnh cho giọng em nó sáng lên đi, tại vì giọng em nó bị bass á. Nhưng mà ví dụ như có cái bass thì nó có cái độ dày, nhưng mà khi cái hai nó lên một xíu á thì trong cái bass nó còn có cái khác, nó còn có cái hai mà thì cái giọng em nó sẽ sáng lên. Bàn tay che thao hoa vì một sự còn bé, một tay còn bao khó khăn.